Minh Vy xin kính chào quý vị trong chương trình Tin Sáng. Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin cũng như là những nhận định đến từ một chuyên gia chứng khoán. Kỳ này thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những nhận định đến từ anh Nguyễn Duy Thanh Phương, là chuyên viên khách hàng cao cấp công ty chứng khoán MB. Vâng, thưa anh, sau phiên giảm mạnh trước đó thì thị trường giao dịch khá thận trọng trong phiên ngày hôm qua. Với quan điểm của anh thì thị trường có còn tiếp tục trong cái xu hướng uptrend hay không ạ? Thứ nhất là thị trường hôm qua có một cái phiên giảm rất là mạnh, sau đó thị trường hôm nay giao dịch khá là thận trọng. Thì nguyên nhân tôi nghĩ có thể là do áp lực chốt lời trong ngắn hạn, vì thị trường đã cũng trải qua một giai đoạn tăng giá khá là mạnh. Vâng. Mặt bằng các cổ phiếu cũng đưa lên một tầm cao mới, thì do đó để mà động lực tiếp tục tăng thì phải cần một cái nhịp điều chỉnh ngắn. Vâng. Thì do đó tôi vẫn nghĩ là nhịp này sẽ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn, còn xu hướng trung hạn của thị trường vẫn là xu hướng tăng. Vâng, và với mức thanh khoản cao trong thời gian vừa qua thì lượng margin cho vay ký quỹ đang là một cái vấn đề rất là đáng quan ngại trong thời điểm hiện nay. Theo anh thì đây có phải là vấn đề lớn trong bối cảnh thị trường lúc này hay không, hay là còn một cái nhận định nào khác nữa ạ? Thì gần đây thì cũng có nhiều bài báo viết về những cái việc là lượng ký quỹ trên thị trường margin tăng cao. Thì đây thì thực sự theo quan điểm tôi đánh giá không phải là vấn đề quá quan ngại đối với thị trường. Bởi vì nếu mình đúng thì mình hãy đi phân tích sâu vào cái nguyên nhân của cái đợt margin này tăng lên. Thứ nhất là do thị trường có nhiều cái cổ phiếu vốn hóa lớn tăng lên, dẫn đến cái lượng margin trên thị trường sẽ gia tăng theo. Vâng. Cái thứ hai là hiện tại bây giờ cái nhu cầu đầu tư mới của nhà đầu tư cũng đầu tư tăng cường vào thị trường, dẫn đến nó cũng sẽ theo một dòng vốn margin tăng theo. Nhưng mà một cái điểm sáng của thị trường Việt Nam đến thời điểm hiện tại bây giờ có nghĩa là dòng vốn nước ngoài liên tục đổ vào thị trường. Vâng. Và họ đang kỳ vọng vào năm 2019 thị trường Việt Nam sẽ được nâng hạng. Vâng. Đây là một câu chuyện khá là hấp dẫn. Vậy thì không biết liệu trong thời gian tới thì nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành dẫn dắt thị trường ạ? Thì theo tôi đánh giá, nhóm cổ phiếu mà có thể dẫn dắt trong thị trường sắp tới có thể là vẫn tiếp tục là nhóm cổ phiếu blue chip cơ bản. Có thể kể đến những cái cổ phiếu điển hình ví dụ như là RE, BLX, Hòa Bình và Cao su Phước Hòa. Thưa anh, với lần cơ cấu danh mục quý 2 của quỹ ETF thì trước mắt là vào cuối tuần này là FTSE. Vậy thì anh dự báo như thế nào về cổ phiếu sẽ được thêm vào cũng như là bị loại ra trong kỳ cơ cấu sắp tới? Thì khả năng nếu mà đợt này thêm vào ở cái quỹ cơ cấu của ETF là FTSE thì là khả năng là sẽ thêm vào là Novaland, STB, loại ra có thể là SBT, Mỹ Đường, Mòn Bon, Tây Ninh. Nhưng mà tôi đánh giá là để mọi nhà đầu tư mà kỳ vọng mua vào để kỳ vọng lợi nhuận đối với cái mã cổ phiếu mà được quỹ đưa vào á, vâng, thì sẽ khó là có lời. Tại vâng, vì thường thường họ sẽ là thực hiện một cái giao dịch trước, về mua trước sẵn cái cổ phiếu đó, rồi đến ngày hôm đó họ sẽ thỏa thuận qua lại cho nhau. Vâng. Nên là hầu hết theo quan điểm tôi thống kê trong khoảng 6 kỳ review ETF gần nhất, thì việc mua bán theo cái quỹ ETF để kỳ vọng kiếm lợi nhuận thì hầu như không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng. Vâng, cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý trong chương trình Tin Sáng. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình Tin Sáng, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để cùng cập nhật lại một lần nữa những thông tin chính trên chương trình kỳ này. Ngân hàng Thế giới World Bank vừa thảo luận và thông qua khung đối tác quốc gia CPF mới của nhóm Ngân hàng Thế giới với Việt Nam. Khung đối tác mới tiếp tục phát huy những hỗ trợ sẵn có của World Bank tại Việt Nam, phối hợp và bổ trợ với các đối tác phát triển khác. Bốn nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm có phát triển bao trùm và sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư vào con người và tri thức, bền vững môi trường và năng lực ứng phó và quản trị tốt. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận về công tác nghiên cứu quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú. Theo đó, để nhập hộ khẩu vào Thành phố Hồ Chí Minh, người dân phải có chỗ ở từ 10 m2 trở lên đối với địa bàn 5 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và tại 19 quận còn lại của thành phố, diện tích nhà ở tối thiểu để nhập hộ khẩu là 19,8 m2. Sau khi gây nhiều dư luận trái chiều, Bộ Tài chính tiếp tục dự thảo luật sửa đổi bổ sung, luật thuế bảo vệ môi trường ra lấy ý kiến rộng rãi lần hai, và lần này Bộ đã có nhiều thay đổi về thuyết trình cho việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Theo lý giải của Bộ Tài chính, việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm các mục đích chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu trên thị trường thế giới, đảm bảo lợi ích quốc gia, nâng cao trách nhiệm và nhận thức của tổ chức, cá nhân. Hiện đề xuất này vẫn gây nhiều tranh cãi.
Theo nghiên cứu mới nhất của tập đoàn tư vấn Bain, thì doanh số của ngành hàng xa xỉ cá nhân toàn cầu năm nay sẽ tăng trưởng ở mức từ 2 đến 4%, cao hơn mong đợi. Ước tính tổng doanh thu của ngành hàng xa xỉ bao gồm đồng hồ trang sức, quần áo, giày dép và hàng da sẽ đạt từ 284 cho đến 289 tỷ đô la. Cũng theo báo cáo này, châu Âu và Trung Quốc là những thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ nhiều nhất. Thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại chương trình Tin Sáng ngày đầu tiên của tháng 6, ngày 1 tháng 6 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.